Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: tất cả những ai Cha đã ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài. Vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Ngài đã ban cho tôi không để mất người nào, nhưng tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cuộc ra đi của một người, bất kỳ người nào, đối với người Công giáo đều hiểu rằng đời sống này là đời sống tạm, như là khách qua đường, hay là như dân du mục không có ở đất biết. Mà khi qua rồi thì là đi vào một cõi sống khác vĩnh cửu, cũng như nói theo kiểu quản lý hộ khẩu, thì đây mới là cái nơi định cư vĩnh viễn và chuyển hộ khẩu. Tại sao lại nói được như vậy? Thưa, vì niềm tin của chúng ta, hạnh phúc của con người khi gặp gỡ Thiên Chúa, tin vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu thì Chúa hứa cho chúng ta: Lạy Cha, con ở đâu, xin cho người trao phó cho con ở đó với con. Mà Chúa Giêsu ở đâu? Ở trên thiên đàng, nơi đó vĩnh cửu không thay đổi nữa. Trên cái hộ khẩu trần thế này chúng ta chuyển lên hộ khẩu vĩnh viễn, không phải lang thang phiêu bạt nữa. Và lời Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta thấy là vì Ngài thi hành ý Chúa Cha và đã đến giờ tôn vinh Ngài, tôn vinh người con của Ngài, và chính là tôn vinh Chúa Cha trong sự vinh thắng khi Ngài phục sinh. Như vậy thì chúng ta thấy con đường mà Chúa Giêsu đến trần gian khi nhập thể làm người, thì cái đồng số phận của chúng ta khi được sinh ra cũng tham dự vào cái số phận mà Chúa Giêsu hướng dẫn. Rồi ngoài ra, khi chúng ta đã hội nhập với Chúa Giêsu rồi, đi theo con đường Chúa Giêsu rồi, thì đấy là con đường Ngài định hướng cho chúng ta. Như vậy, niềm tin Kitô giáo giúp cho chúng ta vượt qua cái sự đau thương của giờ ly biệt của người thân của chúng ta. Người vô thần thì họ lo lắm, thất vọng biết dựa vào đâu, cho nên họ tiếc cái chương trình đang dang dở chưa làm xong, tiếc vì phải khổ, vì phải chôn vùi trong lòng đất. Nhưng niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta đứng lên, chúng ta vững vàng trông cậy vào lòng Chúa thương xót, đón nhận
người thân yêu của chúng ta và nơi tin tưởng. Có một cái tương quan giữa lời Chúa Giêsu năm 12 tuổi. Chúa Giêsu nói với Giuse và Maria: ông bà biết con phải lo việc cha con sao? Còn việc phải lo cái chương trình của Ngài. Và khi trên thánh giá, Ngài phó dâng một con trong tay trẻ. Đấy, sự vâng phục của Đức Giêsu Kitô khi thi hành ý Chúa Cha trong công trình cứu độ, và đặc biệt cái chết của Ngài là cái chết cứu độ cho nhân loại. Cho nên nhờ vào niềm tin thì chúng ta được giải thoát. Chúa Giêsu hứa cho chúng ta, Chúa Giêsu làm được bởi vì Ngài quyền năng. Như vậy chúng ta sẽ thấy cả công trình tạo dựng và cứu chuộc khi chúng ta hoàn tất cuộc đời dương thế là hoàn tất mỹ mãn của công trình tạo dựng và công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, hoàn thành viên mãn đẹp lòng Thiên Chúa, đi đúng đường lối của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa và hứa ban phần phúc, nhưng vì cái sai lầm của con người mà Thiên Chúa phải nhịn nhục chịu đựng cho đến ngày Đức Giêsu nhập thể là người khai mở một công trình mới để đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên ơn cứu độ mà Chúa Giêsu ban lại cho chúng ta thật là to lớn và hạnh phúc cho chúng ta. Vì thế khi nói đến việc người tín hữu qua đời là một sự thành đạt trong công trình cứu chuộc và công trình tạo dựng được hoàn tất, tức là trở về với Đấng đã tạo dựng nên mình vì Thiên Chúa hứa ban như vậy. Thứ hai, sự ra đi của một người tín hữu là một sự hạnh phúc cho cả hội thánh. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta ở trong hội thánh và để sinh hoa trái. Hoa trái là đời sống đức tin của chúng ta, đời sống dữ đạo của chúng ta. Và đời sống đó viên mãn. Viên mãn là khi chúng ta sống trong hội thánh, dĩ nhiên có những lỗi lầm, nhưng nhờ hội thánh chúng ta được hoán cải. Và cũng nhờ hội thánh phát huy được tính tốt của con người chúng ta. Như thế thì khi sự viên mãn của đời sống con người ở trần thế này mà trở về nhà cha, thì đấy là sự hạnh phúc của cả hội thánh. Vì đấy là những tín hữu đã hoàn thành kế hoạch mà công trình của hội thánh đã thi hành. Nhìn lại cuộc đời của bà cố Anna, nói chung đối với người ở sạch, xin lỗi các ông nhé, các cha và giáo dân xung quanh đều biết người phụ nữ ở sạch đang đảm đang có tiếng này, tiếng này tiếng khen chứ không phải tiếng chê đâu, chăm lo cho gia đình. Đặc biệt trong gia đình bà cố, tôi biết trong thời gian thật khó khăn, nó là thật khó khăn vì thử thách chung của cả xã hội, bao nhiêu người khốn khó đến bây giờ vác thánh giá hy sinh. Và rồi cuộc đời của gia đình đã dâng hiến hai người con cho Chúa, cho nên hội thánh cùng tạ ơn, các dòng cũng tạ ơn cùng với hội thánh, cảm ơn gia đình đã hy sinh điều to lớn này. Và như thế thì chúng ta thấy rằng sự ra đi của một tín hữu là vinh quang trong công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa và làm vinh danh hội thánh. Thì đối với chúng ta cũng chúc mừng bà cố ra đi bình an trong cuộc đời đã hy sinh, đã vác thánh giá
của gia đình mình, của cuộc đời của mình và cho hội thánh được thăng tiến. Vậy thì hôm nay ngày lễ an táng của bà cố, chúng ta cầu xin Chúa thương đón nhận bà cố vào nơi vĩnh phúc, và đồng thời chúng con cũng xin bà cố nhìn lại chúng con đang yêu mến bà cố, kính trọng bà cố, để bà cố cũng phù hộ cho anh em chúng con.